Con đường đạo là con đường đẹp. Con đường sáng mà chư Phật, chư vị Bồ Tát và các bậc thánh hiền đã đi trước. Các con đã có duyên xuất gia học đạo. Các con phải luôn có trong mình quyết tâm không bao giờ thoái chuyển. Các con tu tập ở núi rừng, sống với thiên nhiên, sống với cây cỏ, với không gian tĩnh mịch. Đó là một thuận duyên để các con thấy được vọng tâm, vọng tưởng và buông tất cả các dục lạc một cách dễ dàng. Là tu sĩ, các con hãy luôn nhớ rằng mình là một người tu sĩ. Trên bước đường tu hành của các con sẽ có những thuận duyên, những nghịch duyên, hoặc bị mắng, bị chửi, bị làm nhục, bị vu oan, bị cơ hành,